Ngày 25 tháng 2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng, tại xã Năng Khả, huyện Na Hàng đã diễn ra lễ hội Lồng Tông xã Năng Khả Xuân Mậu Tuất năm 2018. Ở phần lễ được thực hiện theo đúng phong tục từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tày ở địa phương. Vào dịp đầu năm, dân làng dâng cúng các sản vật của địa phương để làm lễ tạ ơn thần nông và thành hoàng làng, cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Các phần nghi thức tâm linh cũng được nhân dân trong xã lưu giữ nguyên vẹn và thực hiện trong phần lễ. Tại lễ hội, các thôn trong xã đóng góp lễ vật cho phần nghi thức tâm linh. Đây là các đặc sản của từng thôn, vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa giới thiệu, quảng bá với du khách thập phương. Phần hội diễn ra sôi động với các trò chơi dân gian như tung còn, đánh pam, đánh yến, kéo co. Ban tổ chức đã chia bảng để các đội giữa các thôn giao lưu thi đấu các phần chơi thêm hào hứng. Buổi chiều, trò chơi bắt cá bằng tay đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.